con trai tiết lộ cuộc sống của danh ca Chế Linh ở xứ người. Ở tuổi gần 80, sức khỏe của ca sĩ Chế Linh vẫn tốt, ông vẫn dành thời gian đi hát phục vụ khán giả. Mới đây, kênh YouTube của ca sĩ Chế Phong đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ với bà ruột là danh ca Chế Linh. Hai cha con có dịp ăn uống, trò chuyện với bạn bè. Có thể thấy, dù gần bước sau tuổi 80, Chế Linh vẫn khỏe mạnh lạc quan. Ông bày tỏ sự hào hứng khi được gặp lại con trai sau thời gian xa cách vì dịch bệnh. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Hai cha con tôi cứ nói chuyện điện thoại mà không gặp được nhau, thậm chí chế phòng ra nước ngoài mà vẫn không gặp được vì Covid-19. Tôi còn dặn con trai nếu ai có mời biểu diễn ở Canada, giá bao nhiêu cũng không được qua." trong video chế phong kể từ khi sang mỹ nhiều khán giả thắc mắc lý do anh không đi gặp bà giải thích về điều này con trai chế linh nói nhiều người cứ tưởng bà tôi ở bên mỹ nhưng thật ra bà sống ở canada nhiều người còn nghĩ tôi với bà không hợp nhau thật ra khán giả có quyền thắc mắc nam ca sĩ nói thêm vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc hai cha con gặp nhau cũng khó khăn chế phong cho hay Ba có nói với tôi rằng ba lớn tuổi rồi nên ngay khi nào dịch bớt đi rồi gặp nhau vì ở Canada khó lắm. Hôm nay tôi mới được gặp ba. Tại buổi gặp gỡ, chế linh thoải mái trò chuyện cùng con trai với nhiều chủ đề khác nhau, làm nghệ sĩ tâm sự. Tôi về Việt Nam có cỡ chừng mấy trăm đứa con, nhiều người nói trời ơi con gì mà giữ vậy. Chỗ nào tôi cũng có còn hết, mà là con nuôi thôi. Mỗi lần đi ăn, đứa này, đứa kia dành lo lắng cho tôi. Ngoài các con ruột, thì những đứa con nuôi cũng thương tôi lắm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng theo tiết lộ của Chế Linh, trong thời gian tới, ông sẽ sắp xếp về Việt Nam để biểu diễn phục vụ khán giả. Chế Linh chia sẻ, Tôi dặn Chế Phong phải ăn uống kỹ, giữ sức khỏe thật tốt để mình về nước hát. Không phải riêng Phong, mà mấy đứa con của tôi. Ai hát được, tôi đưa lên sân khấu hết." đồng thời nam nghệ sĩ thấy tự hào khi các con nuôi của mình tự trao dồi phát triển trong nghề chứ không cần đến sự nâng đỡ của ông tôi hạnh phúc nhất là điều đó cái sợ nhất là con mình nói ba cho con hát trong số đó đi con tôi có tài không ý lại có tôi để làm này làm kia điều đó khiến tôi rất vui nam nghệ sĩ chia sẻ Nói về cuộc sống nơi xứ người, chế Linh kể thời mới sang nước ngoài, bên cạnh việc đi hát, ông còn làm trang trí cho các cửa hàng, giọng ca 79 tuổi chia sẻ, người ta thích mời chế linh lắm, dù tôi ăn rất mắc, vậy mà người ta vẫn mời, bây giờ tôi ngồi vẽ mấy bức tranh, có người nói vẽ không giống ai mà bảo tàng mua hoài. Trao đổi với thanh niên, chế phòng cho biết anh vừa có buổi gặp gỡ với ba mình tại xứ người. Nói về cuộc sống của giọng ca thành phố buồn ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ cho biết sức khỏe của ông vẫn tốt và vẫn lạc quan, vui vẻ. Ba tôi vẫn ổn và vẫn đi hát thường xuyên. Sang năm, tôi với ba sẽ làm một tour diễn trên đất Mỹ, sau đó sẽ trở về Việt Nam phục vụ khán giả, chế phòng cho hay. Danh ca chế linh, tôi chưa bao giờ cô đơn. Chế Linh trở lòng với live show đầu tiên chạy quê nhà sau gần 3 năm xa cách vì dịch, nam ca sĩ có dịp hội ngộ với danh ca Sơn Tuyền, Lệ Quyên. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ca hát, Chế Linh tái xuất với live show bài ca kỷ niệm tại Hà Nội. Đây là lần đầu ông về nước hoạt động sau dịch. Nam ca sĩ bày tỏ biết ơn vì vẫn khỏe mạnh và phòng đồ để phục vụ khán giả. Dù đã 80 tuổi, tiếng hát có vơi đi phần nào nhưng ông tự tin khi nói về ngoại hình của mình, nam ca sĩ hài hước cho biết vì có vóc dáng dễ coi nên trong cuộc đời mình ông chưa bao giờ cô đơn. Chia sẻ về giai đoạn dịch bệnh vừa qua, giọng ca thành phố buồn dí dỏm nói, cơn bão Covid-19 thật sự là một nỗi kinh hoàng đối với toàn thế giới, trong đó có tôi. Nói thật, tôi có cảm giác còn sợ Covid hơn sợ vợ. Tôi cứ tưởng mình sẽ không có cơ hội để trở về với khán giả quê nhà nữa. Nhưng rất may tôi đã đứng đây để kỷ niệm 60 năm cả hát của mình. Dù lần này đến gần 3 năm thay vì mỗi năm về hai lần như mọi khi. Tại đêm nhạc, chế linh trình diễn gần 30 ca khúc kết hợp cùng hai khách mời là Sơn Tuyền và Lệ Quyên. Trong các phần đơn ca, ông trình diễn nhiều bài hát bất hù khiến phản thích thú như Qua cơn mê, Thành phố buồn, 10 năm tình cũ, Thói đời, Kiếp nghèo trong các nhạc phẩm nổi tiếng của trần quảng nam lam phương chế linh còn biểu diễn các ca khúc do chính ông sáng tác từng lấy bút danh tú nhi nam ca sĩ cho ra đời nhiều bài hát như đoạn tái bút đoạn buồn cho tôi hay đoạn cuối tình yêu xuyên suốt đêm nhạc là câu chuyện đầy màu sắc kể về tình yêu đồi lứa từ đau buồn mất mát đến tràn ngập hy vọng và cuối cùng tìm được bến đỗ hạnh phúc theo thời gian, tiếng hát của Chế Linh ngày càng mặn mà và đầy chiêm nghiệm. Ông chạm đến trái tim khán giả bởi phong cách đặc trưng cùng những bản phối mới mẻ bắt tay. Dù gắn bó với danh ca Thanh Tuyền nhiều hơn, nhưng Chế Linh cho biết ông kết hợp với Sơn Tuyền cũng vô cùng ăn ý. Ông dành cho giọng ca này lời khen ngợi vì sự trẻ trung dù đã bước sang tuổi lục tuần. Năm nay cũng chính là dịp Sơn Tuyền kỷ niệm 40 năm ca hát. Cả hai có màn song ca ngọt ngào trong các nhạc phẩm như Mai lỡ hai mình xa nhau, con đường mang tên em và con đường xưa em đi. Sau live show, Chế Linh sẽ hội ngộ cùng Khánh Ly trong đêm nhạc của bà tại thành phố Hải Phòng. Ông cũng có dịp kết hợp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Như Quỳnh, Phương Phương Thảo, Tố My tại một số đêm nhạc dài dài khắp cả nước. Chế Linh sốc khi bị tung tin đồn qua đời vì tuổi cao sức yếu. Nhiều bầu sâu ở hải ngoại đã gọi về Việt Nam để nói chuyện với Chế Linh khi nghe tin ông bất ngờ qua đời. Ngày 8 tháng 10, tin đồn nam ca sĩ Chế Linh đã qua đời ở tuổi 75 gây xôn xao dư luận. Được biết, tin đồn này xuất phát từ cộng đồng người Việt tại California, Mỹ. Mới đây, ông Hoàng Tiến, đại diện của ca sĩ Chế Linh tại Việt Nam đã lên tiếng về tin đồn này. Ông Tiến cho biết đã nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi về việc này. Ông khẳng định ca sĩ Chế Linh vẫn còn sống và rất khỏe mạnh. Hiện tại, năm ca sĩ đang về Phan Rang, Tháp Tràm để tham dự lễ hội của người Trăm. Nhiều bầu sầu ở hải ngoại đã gọi điện thoại về để trực tiếp nói chuyện với Chế Linh mới thực sự yên tâm. Dù đã ở độ tuổi 75 nhưng Chế Linh vẫn chăm chỉ bài sâu để cống hiến giọng hát cho những khán giả yêu mến mình. Đối với Chế Linh, ông từng tầm niệm sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. Chế Linh không phải là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên bị vướng phải tin đồn qua đời. Trước đây, danh hài Hoài Linh, ca sĩ Ngọc Sơn cũng đã từng sốc khi nghe được tin đồn này. Chế Linh cũng cho biết ông rất sốc khi mình vẫn còn khỏe mạnh mà có tin đồn qua đời vì tuổi cao sức yếu. Chế Linh qua đời, di nguyện cuối cùng đưa trò cốt về Việt Nam quê hương. Chế Linh, tôi qua đời, thân xác này xin nằm lại quê hương. Tôi qua đời thì trò cốt thân xác này sẽ trở về với quê hương. Đó là tầm nguyện của tôi, danh ca Chế Linh tâm sự. Trở về nước thực hiện tùa diễn kỷ niệm 60 năm cả hát. Chế Linh dành lời ân tình với quê hương và cho biết ông ấp ủ nhiều dự định cho tương lai. Trở về luôn là tầm nguyện. Trở về nước để thực hiện tuổi diễn kỷ niệm 60 năm cá hát sau 3 năm dịch bệnh được khán giả chào đón nhiệt thành, cảm xúc của ông thế nào? Quả thật, tôi thấy may mắn vì còn có cơ hội để trở về, được hát, được trò chuyện với khán giả sau khi đại dịch Covid-19 càn quét cả thế giới. Có rất nhiều nghệ sĩ và người thân của chúng ta đã ra đi, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Vì thế, lần này trở về, trong tôi có nhiều cảm xúc lắm, vừa thấy mình hạnh phúc, xúc động, vừa vui ngồi nhớ thương. Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình sức khỏe để trở về quê hương để được hát cho khán giả của mình. Tôi đã có buổi hát đầu tiên tại Hà Nội đầy áp khán giả yêu thương. Với nhiều người trẻ, khi đại dịch đi qua, họ nghiệm ra ý nghĩa của tình yêu thương, của sự nỗ lực đồng lòng. Với một người lớn tuổi như ông, đại dịch đi qua để lại điều gì? Tôi nghiệm thấy cuộc sống này vô cùng giá trị giới trẻ nhìn vào quá khứ và tìm tương lai mới hơn quá khứ nằm trong hồi ức không thể quên nhưng mình phải hướng đến những điều mới mẻ một số bạn trẻ gặp tôi trong hành trình đi diễn nói rằng họ không ngờ được ngồi với tôi trong thời gian này bởi vì như tôi đã già rồi mà vẫn khỏe mạnh tôi thấy lớp trẻ bây giờ nghĩ hay hơn mấy năm trước nhìn rộng hơn bao dung hơn với cuộc đời tôi nhìn thấy như vậy cảm thấy rất sung sướng